Xin chào các bạn. Thì trước tiên mình trước khi vào xem tiếp đồ clip của mình, các bạn nhớ vào phù thủy Photoshop và nhấn cho mình cái nút đăng ký ha, để coi như là ủng hộ mình ha các bạn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn. Thì cái bài tập của chúng ta hôm nay là dành cho những các bạn thiết kế web, lập trình web ha. Thì nhân cái mùa Noel tháng 12 của mình đang tới rồi nè, sắp Noel rồi, thì mình sẽ có một bài tập nho nhỏ để các bạn thay đổi giao diện web của các bạn ha. Giống như web của mình ha, tới mùa đông rồi mà nó không có tuyết rơi gì ha thì cũng hơi buồn ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì các bạn sẽ vào trang nè dynamicdry.com để chúng ta copy cái hiệu ứng tuyết rơi về web của mình ha. Thì cũng là đơn giản thôi chứ không có khó khăn gì đâu mà ha. Và lưu ý chúng ta gọi từ khóa snow là tuyết ha. Vì đây là trang web tiếng Anh, các bạn lưu ý là không gọi tiếng Việt ha, chúng ta sẽ gõ snow. Ngoài ra các bạn muốn web các bạn có lá rơi hoặc là bướm bay gì đó thì các bạn gõ từ khóa ra là có thể download về và sử dụng thôi ha. Thì ở đây mình sẽ dùng cái snow effect này đi. Cái đầu tiên ha. Đây các bạn thấy rõ ràng là tuyết mình đang rơi xuống này, các bạn thấy không? Rồi. Mình sẽ lưu cái mẫu tuyết này nè các bạn ha, cho nó đẹp. Rồi chúng ta sẽ lưu xuống web của chúng ta luôn ha. Thư mục web của mình là đây ha. Snow ha. Bước tiếp theo ha, bước đầu tiên thì nó kêu mình lưu file tuyết về nè ha. Bước tiếp theo chúng ta là vào body nè, bỏ cái code của nó vào ha. Rồi. Chúng ta sẽ Ctrl A ha. Ctrl C. Chúng ta sẽ chèn vào trang web của chúng ta, ví dụ như trang net của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ chèn vào trang net của chúng ta ha. Rồi các bạn nhớ bỏ vô body nè. Ha, khoảng trắng nhiều xíu là dễ phân biệt code của chúng ta ha. Rồi, Ctrl V bát ra. Đây là một số hiệu ứng tuyết ha, ví dụ như là cái số lượng tuyết nè, ví dụ như 10 bông tuyết. Ha, rồi này là cái tên file tuyết của mình nè. Khi nãy chúng ta lưu xuống á, snow 3 thì chúng ta sẽ bỏ số 3 thì còn snow.gif này nè. Ha. Rồi, chúng ta sẽ F12 chạy thử ha. Đó, các bạn thấy rõ ràng là tuyết chúng ta đã rơi xuống ở đây. Ha. Các bạn thấy có đơn giản không các bạn? Ha. Ví dụ như chúng ta muốn 20 bông hoặc 10 bông tùy ha. Có thể chúng ta sửa thành 100 bông cũng được, nhưng mà càng nhiều số lượng tuyết, càng nhiều bông tuyết càng nhiều thì cái web chúng ta nó hơi nặng một chút xíu. Rồi đó, chúng ta lưu ý là khoảng 10 bông là vừa đủ ha. Đó. Rồi chúng ta có thể chỉnh sinh CSS phần body chúng ta là cái hình nền á. Thì chúng ta có thể là cho thêm cái hình nền. Như nền đỏ đi ha, thì cho chúng ta fit background lại. Ha, rồi. Cái bước tới bước này là tùy ý các bạn chỉnh sửa ha. Thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chèn hoa tuyết vào cái layout web thôi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào trang control panel quản trị của website, chúng ta sẽ up tuyết lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ up lên cho các bạn xem thử ha. Rồi chúng ta vừa up trang web của chúng ta lên rồi ha, thì bây giờ chúng ta sẽ ra cái trang web ở ngoài nè ha, chúng ta sẽ chạy thử. Vâng, và bây giờ chúng ta đã đưa được cái hoa tuyết lên. Mà cái mình quên up cái file tuyết lên ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục up cái file tuyết lên. Chọn file snow ha, tuyết này. Rồi chúng ta đã up lên rồi ha. Thì chúng ta sẽ qua trang web F5 nó một cái nữa. Đây, hoa tuyết chúng ta vừa rơi xuống ha. Rồi, cũng để ủng hộ trang web của mình thì các bạn nhấn like để ủng hộ trang web của mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn thành công và thay đổi giao diện web cho nó không khí Giáng sinh một chút xíu ha. Thì bài tập rất là đơn giản thôi. Chúc các bạn thành công.